Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón Vu Lan. Những ngày tháng 7 âm lịch, trên khắp nước Việt Nam, các gia đình theo Phật giáo đều thành kính bước vào mùa Vu Lan, mùa báo hiếu. Vào dịp này, mọi người thường đi chùa thắp hương cửa Phật và cầu siêu với mong muốn sẽ mang lại nhiều may mắn và an lành cho cha mẹ và những người thân trong gia đình. Hòa trong mùa Vu Lan báo hiếu, từ đầu tháng 7 âm lịch đến nay, những ngôi chùa cổ linh thiêng trên địa bàn tỉnh rộng mở cửa đón Phật tử và khách thập phương đến vãn cảnh dâng hương tưởng nhớ về ân đức sinh thành dưỡng dục, hướng tâm về cha mẹ tổ tiên. Chùa cổ Long Bàn, còn gọi là chùa làng Long Điền, xưa thuộc Tổng An Phú Thượng, quận Long Điền, ở thôn Long Phượng, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Chùa được xây dựng vào năm Thiệu Trị thứ 5, năm Ất Tỵ 1845, do hai vị hòa thượng Hải Chánh và Bảo Thanh làm trụ trì đầu tiên và được dân làng tôn làm tổ sư. Ngôi chùa được xây cất theo kiểu chữ tam, mang phong cách Á Đông, gồm 3 lớp nhà song song là tòa giảng đường, tòa chánh điện và nhà tổ. Trải qua hơn 170 năm, hiện chùa Long Bàn vẫn còn lưu giữ được nhiều hiện vật lâu đời quan trọng như các pho tượng Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Quan Thánh Đế, 18 vị La Hán, Long Thần Hộ Pháp bằng gỗ mít, các quả chuông, trong đó có Đại Hồng Chung bằng đồng, đường kính 0,4m, cao 1,2m, niên đại hơn 150 năm. Giữa hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh, từ đầu tháng 7 âm lịch, chùa cổ Long Bàn đón bước chân của nhiều Phật tử đến vãn cảnh nguyện cầu, cúng dường để ước nguyện sự bình an, sức khỏe cho cha mẹ và gia đình. Đây từ lâu đã là một địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng của người dân Long Điền và các địa phương lân cận, không chỉ trong mùa Vu Lan báo hiếu. Thưa Đại Đức, thì đối với Phật tử và những người theo Phật giáo thì cái ngày tháng 7 này có một ngày lễ rất là đặc biệt, đó là lễ Vu Lan. Thì Đại Đức có thể cho biết là cái nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của lễ Vu Lan. Cái lễ Vu Lan này thì nó có từ hồi xưa, nên là gọi là thời mấy ngàn năm rồi, thời còn Đức Phật còn. Đó thì từ cái một kiền liên muốn cứu mẹ, đó thì Đức Phật mới ra cái pháp được Vu Lan Bồn để cho một kiền liên cứu mẹ, thì nó lưu truyền từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì mỗi chùa tới ngày tháng 7 là sẽ làm lễ Vu Lan để báo hiếu cho cha mẹ đã mất nhiều đời nhiều kiếp, là cha mẹ hiện tại bây giờ đó là một người con, để mà làm lễ để báo hiếu cho cha mẹ, để cầu an cầu siêu cho cha cho mẹ. Tại vì Đức Phật có nói là hạnh hiếu là hạnh của Phật, nên tất cả nên đều vào tháng 7 này đều vào cái tập trung vào làm lễ Vu Lan để mà báo hiếu. Thì có chùa người ta tổ chức, người ta làm hoa hồng cài áo gì nọ để tưởng nhớ về cha mẹ. Dạ vâng, thưa Đại Đức, thì sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì năm nay cái ngày lễ Vu Lan tại chùa cổ Long Bàn sẽ diễn ra như thế nào, và Đại Đức có thể cho biết là những cái nghi thức trong ngày lễ Vu Lan tại các chùa hiện nay thì có gì khác so với ngày xưa hay không, thưa Đại Đức ạ? À, cái lễ Vu Lan năm nay sau mùa đại dịch vừa qua thì ở chùa năm nay thì được chính quyền nó cho được lại là để mình tổ chức đó, để mà cầu siêu cho các chiến sĩ, cho những cái vong hồn vừa qua vào cái Covid vừa bệnh vừa rồi. Thì lễ của chùa năm nay là sáng 14, 8 giờ là sẽ là cáo thần hoàng bổn cảnh rồi thượng phan, rồi mới vô là cúng tiền hiền hậu hiền cho những lão tiền bối bao nhiêu đời qua từ xưa cho tới bây giờ đó, rồi xong mới quay qua cúng ngọ xong chiều 3 giờ đó, thì mới là khai kinh. Rồi xong rồi qua ngày mùng qua sáng 15 á thì cũng cúng ngọ, rồi cúng tiền hiền hậu hiền, rồi 1 giờ lên đăng đàn để chuẩn tế để thiết cô hồn. Thì trong ngày 14 á thì buổi chiều có đi chiêu cô, còn sáng 15 thì mình có đi rước cổ từ các địa phương khác về. Là chương trình đó là theo thông lệ của hàng năm ở chùa Long Bàn là 3 năm làm một lần.
Còn các chùa khác thì nó không có làm chuẩn tế, nhưng mà chỉ làm chay tăng cầu siêu thôi. Thì mỗi ngày, mỗi trong tháng từ mùng 1 đến 30 thì tất cả cũng đều có chùa cúng hết. Nhưng mà vào ngày 15 này thì hầu như là các chùa đều cúng rằm, ai cúng rồi người ta vẫn cúng lại vào ngày 15. Nghi thức thì nó tùy theo cái thời đại, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái phương tiện mà cái nhà chùa là cái chùa người ta tùy theo tổ chức. Còn ở chùa Long Bàn thì vẫn giữ nghi thức từ hồi xưa tới giờ, nó không có thay đổi. Còn mấy chùa mới, mấy chùa bây giờ thì nó tùy theo cái phương tiện của cái ngôi chùa đó và người trụ trì đó, người ta sẽ tổ chức mọi cái chùa nó sẽ khác nhau. Rằm tháng 7 nhắc nhở chúng ta về bốn trọng ân: ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn thầy cô giáo, thầy tinh thần trao tri thức đạo đức để chúng ta sống tốt, sống hữu ích, ơn tổ quốc, các chiến sĩ quên mình để bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc, và ơn đồng loại. Tuy nhiên, thông thường mùa Vu Lan dân gian chỉ để ý đến báo hiếu cha mẹ nhiều hơn. Linh Sơn Cổ Tự, ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở thành phố biển Vũng Tàu, trong mùa Vu Lan này cũng chính là một trong những điểm dừng chân của đông đảo Phật tử và khách thập phương. Dạ vâng, thưa chị Cảnh, thì vào mỗi mùa lễ Vu Lan thế này thì tất cả mọi gia đình hầu như là như vậy đều đến chùa để mà cầu cho ba mẹ được bình an trong cuộc sống. Và đối với gia đình chị Cảnh cũng vậy, thì không biết là đối với chị thì việc mà mình đi lễ chùa tháng 7 như thế này thì có ý nghĩa như thế nào ạ? Theo như tôi thì lễ Vu Lan thì cũng như là các con cháu trong gia đình tụ tập về để tỏ lòng thành kính với thành kính hiếu thảo công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ông bà, tỏ lòng thành kính với tổ tiên của mình. Con cháu thì phải cố gắng để giữ cái truyền thống này với ông bà cha mẹ, không phải trong cái mùa Vu Lan này mà tất cả những ngày trong còn lại như là trong năm hết. May mắn là mình cũng còn mẹ, thì mình có được tỏ lòng thành kính với hiếu thành kính hiếu thảo với mẹ để lo cho mẹ từng miếng ăn giấc ngủ khi đau ốm bệnh hoạn. Bác Khâm giờ là cũng đã 80 mấy tuổi rồi, và mình cũng khá là may mắn khi mà về già có con cháu rồi rất là đông, rất là nhiều, và tất cả các con cháu đều rất là hiếu thảo. Như vậy là cái vấn đề mà đạo hiếu á, đối với bác Khâm là bác Khâm giáo dục cho con cái về vấn đề này như thế nào ạ? Tôi á thì bây giờ là con cháu á thì tôi rèn luyện dạy nó ăn ở hiền lành cho có đức, để sau này con cháu nó được nhờ. Tôi thường hay nói những câu đó với cháu tôi. Cháu tôi đông lắm. Chùa Linh Sơn Cổ Tự được xây dựng vào năm 1860 trên triền núi nhỏ. Đến năm 1959 thì được Hòa Thượng Thích Tịnh Viên rời ngôi chùa sang khu đất đối diện gần đình Thần Thắng Tam và xây dựng tu bổ lại khang trang như ngày nay. Từ nhiều năm nay, Linh Sơn Cổ Tự đã trở thành nơi tham quan chiêm bái ưa thích của người dân Vũng Tàu và khách thập phương. Hàng năm, chùa thường tổ chức các lễ cầu an, cầu siêu, lễ truyền tam quy ngũ giới và lễ Vu Lan. Về cái Vu Lan báo hiếu thì nguyên nhân á là do ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, tức là đại đệ tử của Đức Thế Tôn, sau khi tu hành chứng quả, ngài nghĩ lại cái công sanh thành dưỡng dục của người mẹ của mình, cho nên ngài vận dụng cái thần thông để nhìn về khắp tất cả các phương trời. Và sau đó cũng không thấy, nhìn về thế gian cũng không thấy, mà thấy cuối cùng là mẹ mình đang đọa địa ngục, cho nên ngài mới âu sầu xuống cầu xin để cứu mẹ. Thì khi về ngài buồn rầu than trình với Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới bảo là muốn cứu được mẹ thì phải mời được mười phương chư tăng để tịnh tu, để cúng dường tra tăng, thì mới đem được cái công đức này giúp cho mẹ được thoát khỏi cảnh đọa đày. Và làm người Phật tử, con Phật thì phải lấy cái chữ hiếu làm đầu, bởi vì công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với ta rất là lớn. Cho nên ngoài vấn đề Vu Lan báo hiếu
và thầy muốn nói đến với tất cả những người Phật tử và với tất cả toàn dân, có đạo hay không có đạo, trong đạo hay ngoài đạo, đối với tôi hoàn toàn không có vấn đề ngoại đạo, mà chỉ là tôn giáo bạn với nhau, hãy tinh tấn trên đường tu học thì mình phải hiểu được cái công cha nghĩa mẹ, cái công sanh thành dưỡng dục rất là lớn. Những ngôi chùa cổ ở vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu được hình thành cùng bước chân của các bậc tiền hiền trên hành trình mở cõi về phương Nam. Dấu ấn văn hóa Phật giáo từ đó đã in đậm và ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân trên đất Mô Xoài xưa. Một mùa Vu Lan nữa lại về, càng nhắc nhở mỗi người hướng tới việc thiện lành, phải thực hành hiếu nghĩa và sống đức độ trong cộng đồng xã hội.